Xin chào anh em. Hôm nay mình lại giới thiệu cho anh em cái bộ điều hòa lắp trên xe Su 500kg hay là con Thaco Thaler. Đấy, nhưng mà những cái loại này là gần như là trên xe là không có điều hòa nhé. Thì gần như một bộ này là bộ hoàn tác hết, tức là đã chế đầy đủ hết rồi, chi tiết rồi, về mình chỉ việc lắp đặt thôi. Nhưng mà ưu việt là cái dòng mà chế này thì mình lắp cái lốc san tích này để cho nó nhẹ tải này. Bởi vì những cái xe mà khi mà người ta sản xuất, người ta tính người ta không lắp điều hòa ấy, là nó cũng có nguyên nhân. Nhưng mà về mình ấy, thì cái thời tiết nó rất là nóng, không có điều hòa thì lái xe anh em nó rất là khổ mà rất là vất vả, mà nó mất nhiệt. Thì mình đã nghiên cứu rất nhiều rồi, mình ra một cái bộ sản phẩm này ấy, thì nó rất là ưu việt cái chỗ cái lốc san tích thì nó nhẹ máy này. Đấy, và nó đầy đủ hết tất cả các chi tiết rồi. Đấy, về anh em thợ chỉ việc lắp ráp vào xong xả ga là mát thôi. Đấy, đầy đủ nhá, đây quạt này, công suất lớn này. Đấy, để cho cái dàn nóng nó tản nhiệt tốt này, đúng không? À, quạt này thì yên tâm mà dùng thì ok, gió rất khỏe mà rất mát. Đấy, dàn nóng này, dàn nóng, dàn nắn đúc này, tản nhiệt rất tốt này. Nói chung là dàn nóng này thì nó có nhiều loại, có nghĩa là mình lắp dàn đúc cũng được mà dàn cuốn được. Dàn cuốn thì nó dày hơn, dàn đúc thì nó mỏng hơn. Nhưng quan trọng là cái quạt tản nhiệt này. Đó, quạt này là quạt cánh hút nhá, gió rất khỏe luôn. Cái motor này, motor rất to mà khỏe. Tất cả những cái đồ này là mình đều là hàng thừa hết nhá, đầy đủ hết. Bu li trục cơ này, chân đế này, tai tăng này, giá bắt phin này, dây cua này, dây cua này, dây trơn, dây chuẩn đấy, rồi dơ le bốn chân này, cầu chì này, chân cầu chì này. Bởi vì gần như những cái loại là mình chế từ đầu, nó không có mà nhà sản xuất họ không sản xuất máy lạnh đâu, cho nên là mình phải lắp cái bộ này nguyên bản từ đầu. Thế nhưng mà cái bộ này là dành riêng cho nhỉ. Cái này là mình, tại sao hôm nay mình làm một cái clip này ra. Mình làm cho những dòng xe Suzuki hoặc là những con Thaler ấy, mà tức là những cái xe nó cũ rồi ấy, mà người ta bỏ cái hệ thống dàn lạnh đi. Tức là hệ thống ở trên nó không còn gì cả. Quạt gió không có này, rồi tức là cái như mình nói là cả một cái bộ, có những cái xe là người ta tháo bỏ hết luôn, mà bây giờ mình mua lại cái bộ đấy nó rất là đắt tiền. Đấy, một bộ ví dụ như gọi là hộp đựng dàn lạnh và hộp quạt ấy. Đấy, và bộ chia gió của nó là dòng xe Su nó rất đắt. Đấy, thì đương nhiên là nó không có thì nó khó. Thì đây mình sẽ giới thiệu cho anh em là đưa luôn cái dàn này vào. Đấy, cái dàn này thì nó tiện lợi, dàn ốp trên trần. Đấy, nó có 7 cửa gió nhá. Cái này mình đặt, mình ốp lên trên trần, đẹp lắm. Đấy, mà cái quạt này nó rất mạnh. Cái quạt này nó quạt là hai cánh này. Hai cánh hai bên này. Gió nó ra đây rất mạnh này. Được cái dàn này nó lại ưu việt là cái chỗ này nó đầy đủ hết công tắc. Có cả công tắc này. Quạt gió này, 1, 2, 3 này. Đó, công tắc này. Đầy đủ hết. Đây, có cả chỉnh độ lạnh lông, lạnh sâu này. Con này nó có cả cái đèn led ở đây nhá. Đấy, khi mình đấu điện vào hay là cái đèn này nó rất sáng. Đó. Cái đèn nó có cái công tắc này là tắt bật cái đèn led này. Còn cái đèn này, cái đèn đèn led màu này nó báo tín hiệu là khi có nguồn điện vào. Còn khi mình tắt cái này, cái đèn này nó tắt. Đó. Tiện lợi đó. Đây, nếu mà mình mà lắp cái dàn này vào ấy thì không phải suy nghĩ gì đến cái không cần phải mua cái dàn gọi là cái bộ chia gió ở của xe nữa, mà cái này mình ốp thẳng lên trên trần, nó không ảnh hưởng gì đến cái tầm nhìn đâu nhá, mà không ảnh hưởng gì đến người ngồi, mà cái độ lạnh cái này, cái cửa gió này xoay tứ phía được, thích theo chiều gió xoay về đằng nào cũng được. Gió con này rất khỏe, nó tiện lợi đấy. Cái này là rất tiện lợi. Đấy, cái này là nó dành riêng cho những cái xe mà không
tức là nó bị hỏng hệ thống chia gió và quạt gió nhé, thì mình không cần phải mua cái bộ đấy nữa, nó đắt tiền. Ưu việt là lên lắp những cái dòng lốc san tích để cho nhẹ tải này, vì là xe về về mình ấy thì hay khi chở chở hàng là hay chở quá tải, ví dụ như 550 kg thì toàn cõng 700 kg rồi đến 1 tấn ấy. Thế cho nên lắp cái này yên tâm. Đây cái bộ dàn lạnh này nó đầy đủ, nó có cả những cái ống bảo ôn này, rồi là vòi nước chi nước. Còn cái tiêu này, nếu mà cái tiêu này mà mình lắp cái dàn này ốp trên trần ấy thì nó hơi ngắn đúng không? Đây là tôi nói là để cho dù zin này nó ngắn thì có thể là mình thêm một cái đoạn tiêu nữa mình nối lên là xong. Đấy, rất đơn giản, cái này cực kỳ đơn giản rồi, không có gì phức tạp cả, đầy đủ hết nhé. Này, công tắc AC, van áp suất này, không thiếu một chi tiết gì cả, mà lắp như xịn luôn, đảm bảo như xịn, yên tâm. Đấy, cái dòng lốc Santic này là nó ưu việt cái là nó nhẹ máy này, không sợ bị nặng tải mà không bị nóng máy, không bị sôi nước, đấy là yên tâm. Cái điều quan trọng nhất là khách hàng là bao giờ đấy khi lắp một cái bộ điều hòa là phải lưu ý những vấn đề là không bị lặng tải, không gây nóng máy mà vẫn chở hàng được thoải mái luôn. Đấy, tổng thể một cái bộ của nó đấy, đơn giản lắm, không có gì cả. Đây là cái bộ này mình làm sẵn ra để cho những cái dòng xe mà cái hệ thống quạt gió trên xe nó bị mất nhá, nó hỏng thì mình cái đấy mình không phải mua nữa, không mua hệ thống mà mua luôn cái dàn này. Cái dàn này thì trong này nó có dàn lạnh hết rồi này, trong có dàn rồi nhá, quạt gió này, thổi qua dàn này, cái van tiết lưu này, van vuông luôn, độ lạnh rất sâu. Nên là anh em cứ yên tâm sử dụng thôi, đầy đủ chi tiết đấy. Thì đây mình vừa giới thiệu qua cho anh em cái bộ máy lạnh lắp cho con Su 500 kg hoặc là Thaco Thaler. Thế anh em mà có nhu cầu tìm hiểu dòng sản phẩm này có thể liên hệ qua số điện thoại 0769086333. Nếu như mà muốn lắp đặt đấy thì có thể là đem xe qua xưởng sửa chữa của mình luôn, là Gara BMT, địa chỉ số 1 ngõ 319 Tam Trinh, Hà Nội. Liên hệ với số có cả là tư vấn luôn, tư vấn trực tiếp, tức là 0856727222. Thế anh em nếu mà có nhu cầu thì cứ liên hệ nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại những video tiếp theo.